Vâng, thưa quý vị, và năm cô gái của chúng ta sẽ bước vào phần thi ứng xử. Xin mời ban tổ chức có thể đưa ra đây những câu hỏi để chúng ta có thể xem là những cô gái của chúng ta trả lời như thế nào. Vâng ạ, cách thức để chúng ta tiến hành phần thi ứng xử cho năm thí sinh như sau. Ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 5 câu hỏi dành cho các bạn, và lần lượt mỗi bạn sẽ tự bốc thăm để lấy ra được câu hỏi của mình. Và sau đó thì xin mời bạn hãy thật bình tĩnh để có thể trả lời. Chúc tất cả các bạn thật là bình tĩnh, tự tin và may mắn. Vâng, và có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu từ cô gái đầu tiên đứng cạnh Thụy Vân, được không ạ? Cô gái mang số báo danh 053, Đoàn Thị Hải Linh. Em hãy thật bình tĩnh nhé, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của em. Xin mời. Xin mời bạn có thể tiến lên phía trước được không ạ? Vâng, và Thụy Vân sẽ giúp đỡ Hải Linh. Cô gái đầu tiên tham dự trả lời đang tiến gần hơn quý vị khán giả. Chắc là cô ấy muốn quý vị khán giả cổ vũ một tràng pháo tay để cô ấy tự tin hơn ạ. Xin được cảm ơn quý vị. Vâng, và câu hỏi của Hải Linh. Điều gì thôi thúc bạn nhất khi tham gia cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014? Em đã rõ câu trả lời chưa? Câu hỏi chưa? Em rõ rồi ạ. Em có thể suy nghĩ một chút. Và 10 giây suy nghĩ đã hết. Xin mời em. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho em xin phép được gửi tới ban giám khảo, ban tổ chức cùng toàn thể các quý vị đại biểu, các quý khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, em xin phép được trả lời câu hỏi của mình ạ. Em rất vui khi được tham dự cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc năm 2014 với chủ đề Duyên sắc ngàn năm. Đến với cuộc thi, mong muốn lớn nhất của em đó là mang những truyền thống văn hóa, những nét đẹp cổ truyền của dân ca quan họ Bắc Ninh để giới thiệu với bạn bè trên mọi miền của Tổ quốc. Và qua cuộc thi này, em cũng mong muốn bản thân mình được trải nghiệm nhiều hơn, được trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cuối cùng, thay mặt tất cả 24 bạn thí sinh có mặt trong cuộc thi chung kết Người đẹp Kinh Bắc năm 2014 ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban tổ chức đã tổ chức ra một cuộc thi rất là ý nghĩa như thế này để chúng em có thể có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn ạ. Wow, thật là tuyệt vời. Rất là bình tĩnh và rõ ràng. Xin được chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi ứng xử của mình. Vâng, và chắc chắn là cũng như không chỉ một mình Thụy Vân mà tất cả quý vị khán giả đều đã cảm nhận được vẻ đẹp của người con gái Kinh Bắc, không chỉ đằm thắm dịu dàng mà còn rất thông minh trong câu trả lời của bạn nữa. Xin cảm ơn. Xin mời bạn hãy trở lại vị trí. Bây giờ chúng ta hãy cùng mời cô gái tiếp theo ở phía ngoài cùng bên này ạ. Xin mời số báo danh 051, Hoàng Mỹ Linh. Bạn hãy xuống đây với chúng tôi ạ. Bạn có thể tự tay bóc ra và khám phá câu hỏi của mình. Câu hỏi ứng xử của bạn. Theo bạn, cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2014 có gì khác với cuộc thi sắc đẹp khác? Em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin kính chào ban giám khảo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc đã mang đến cho em những ấn tượng cực kỳ rất là sâu sắc. Trước hết là khi đến với chương trình, chúng em được ban tổ chức cho đi thăm các chùa chiền, các làng nghề truyền thống, và đặc biệt là em cảm thấy ấn tượng nhất ở trong chương trình, và đó là khi chúng em được khoác lên mình bộ áo tứ thân, và
báo thứ thân và vấn khăn mỏ quạ. Em tin đó là điều, đó là nét duyên khác biệt của chương trình Người Đẹp Kinh Bắc so với những chương trình khác. Và là thế hệ trẻ của chúng em sẽ cố gắng phát huy và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của nền văn hóa Kinh Bắc. Em xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn bạn Hoàng Mỹ Linh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Tiếp theo, Thụy Vân có thể mời một cô gái xinh đẹp xuống đây ạ. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần dự thi ứng xử của cô gái mang số báo danh 027. Xin mời. Xin mời bạn hãy lựa chọn câu hỏi của mình. Bạn ấy chia sẻ là bạn đang hơi hồi hộp ạ. Vâng, xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Thị Hiền ạ. Bây giờ bạn hãy thật bình tĩnh nhé, đọc kỹ câu hỏi của mình. Và Thanh Tùng sẽ giúp bạn được đọc lại câu hỏi. Bạn hãy giới thiệu những nét tiêu biểu về Bắc Ninh với bạn bè trong nước và quốc tế. Lời đầu tiên cho phép em gửi tới ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em xin phép được trả lời câu hỏi. Nếu nói về Bắc Ninh, muốn giới thiệu với bạn bè trong nước và ngoài nước, em sẽ giới thiệu nền văn hóa của Bắc Ninh. Bắc Ninh là một cái nôi sinh ra của nền quan họ. Bạn ấy thật bình tĩnh nhé. Chúng tôi hiểu cảm giác này bởi vì trong khán phòng rất đông quý vị khán giả. Hãy thật bình tĩnh nào để tiếp tục trả lời. Vâng, Bắc Ninh là cái lôi nền quan họ. Giới thiệu với bạn bè trong nước và ngoài nước, em sẽ đưa những câu ca, lời hát, quan họ cho bạn bè trong nước và ngoài nước được biết tới. Khi tham gia giao lưu, em cũng sẽ tự mình đứng lên để có thể cất lên những câu ca, quan họ cho các bạn bè và các bạn được biết tới. Tham gia cuộc thi, em đã được gặp cô Thúy Cải. Cô đã cho em nghe được rất nhiều làn điệu quan họ. Và em đã cảm thấy mình yêu thích làn điệu quan họ hơn. Vì thế nên em sẽ giới thiệu cho bạn bè trong nước cũng như ngoài nước biết tới quan họ Bắc Ninh ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn bạn Nguyễn Thị Hiền, số báo danh 027. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng chứng kiến 3 phần thi của 3 thí sinh. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với thí sinh tiếp theo. Chúng tôi xin được mời tiến lên phía trước thí sinh Trần Thanh Huyền, số báo danh 044. Và bạn hãy lựa chọn một câu hỏi dành cho mình. Vâng, thưa quý vị, và sau đây là câu hỏi của thí sinh mang số báo danh 044. Chủ đề cuộc thi Người Đẹp Kinh Bắc 2014 là Duyên Sắc Ngàn Năm gợi cho bạn điều gì? Vâng, lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, rất vinh dự cho em khi em được sinh ra và lớn lên trên miền đất Kinh Bắc, Bắc Ninh. Nói đến miền đất Bắc Ninh, Kinh Bắc là nói đến một nơi nổi tiếng với những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp. Và ngày hôm nay khi tham dự cuộc thi Người Đẹp Kinh Bắc với chủ đề Duyên Sắc Ngàn Năm, bản thân em cũng như 2-3 bạn thí sinh còn lại cảm thấy rất vui và tự hào vì quê hương mình. Người Bắc Ninh, người con gái Bắc Ninh có vẻ đẹp của người quan họ. Cũng giống như câu hát, người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình, người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên.
Vâng, người con gái Bắc Ninh không chỉ có vẻ đẹp về hình thức, không chỉ có sự duyên dáng, nết na, thủy mị, mà người con gái Bắc Ninh còn có những nét đẹp trong tâm hồn và trí tuệ. Với đầy đủ những nét đẹp của người phụ nữ như công, dung, ngôn, hạnh, những nét duyên đó và vẻ đẹp đó đã được thể hiện và hun đúc qua hàng ngàn năm. Điều đó đã được gìn giữ và lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Ngày hôm nay, khi đất nước đang trên đà phát triển, Bắc Ninh cũng là một tỉnh đang vươn lên mạnh mẽ để bắt kịp bước đi cùng với các tỉnh trong nước. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống tốt đẹp đó không hề bị mai một, không hề bị mất đi mà vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Đại diện cho thế hệ trẻ Bắc Ninh ngày hôm nay, em xin hứa sẽ học tập, trau dồi tri thức cho mình để xây dựng Bắc Ninh quê em ngày càng giàu mạnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là chân thành của bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi ứng xử. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua 4 câu hỏi dành cho 4 cô gái. Lúc này chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Và thí sinh cuối cùng tham dự vào phần thi này, xin mời bạn hãy xuống đây với chúng tôi ạ. Số báo danh 001 Đậu Thùy An. Tôi sẽ giúp bạn. Là người con gái Bắc Ninh, bạn sẽ làm thế nào để góp phần nhỏ bé của mình để dân ca quan họ được gìn giữ, bảo tồn và phát huy? Vâng, kính thưa ban giám khảo, kính thưa các vị khách mời đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay, em xin gửi tới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Thật sự hôm nay em cảm thấy rất là vinh dự khi được lọt vào top 5 và là 124 thí sinh được có mặt tại đây. Đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình lớn như thế này. Em cảm thấy rất là hồi hộp. Nếu như em được chúng tôi đã được cảm nhận được sự hồi hộp. Những câu trả lời cũng rất là hồn nhiên. Bạn hãy thật bình tĩnh, tiếp tục nhé. Em rất cảm ơn chương trình Người Đẹp Kinh Bắc đã giúp cho chúng em hiểu thêm về những làn điệu quan họ. Những làn điệu quan họ đầm thắm mượt mà. Em... là một cô gái đến từ trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân, em thật sự là lần đầu tiên em được nghe những làn điệu quan họ từ cô Thúy Cải, từ những liền anh liền chị. Em thấy rất vui và em được học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm từ các anh liền anh và liền chị. Nếu như em được gìn giữ văn hóa ấy, em sẽ về và giới thiệu với bạn bè, với gia đình và với người thân em những làn điệu quan họ. Những làn điệu quan họ mượt mà ấy ra sao? Dạ, em cảm ơn ạ. Vâng, khán giả vẫn đang cổ vũ cho Thùy An có thể hoàn thành xong phần thi của mình. Em,
em sẽ góp một phần bé nhỏ của mình vào việc gìn giữ nền văn hóa và nét truyền thống nơi đây với những làn điệu quan họ đầm thắm mượt mà. Thật sự là em hơi run một chút ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ. Chúng tôi cảm nhận được sự chân thành trong câu trả lời của bạn, mặc dù đang hồi hộp đúng không ạ? Bạn có muốn bổ sung gì không? Xong rồi đúng không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Bây giờ bạn hãy trở lại cùng với những người bạn của mình. Vâng, và chắc chắn là tất cả những người thân xung quanh bạn cũng như là những người bạn mà bạn truyền tải những cái điệu dân ca tới họ, tình yêu của họ, thì chắc chắn họ sẽ cảm nhận được và sẽ càng ngày càng yêu hơn những làn điệu dân ca. Bản thân tôi khi mà lắng nghe câu trả lời của thí sinh Đậu Thị An thì tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu đó nơi bạn. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị một lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng năm nhan sắc tuyệt vời nhất của đêm chung kết Người Đẹp Kinh Bắc 2014. Thí sinh mang số báo danh 053 Đoàn Thị Hải Linh đến từ trường Cao đẳng Thống kê. Và thí sinh mang số báo danh 051 Hoàng Mỹ Linh đến từ Đại học Kinh doanh Công nghệ chi nhánh Bắc Ninh. Thí sinh mang số báo danh 001 Đậu Thùy An đến từ Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Thí sinh mang số báo danh 027 Nguyễn Thị Hiền đến từ trường Cao đẳng Thống kê. Và thí sinh mang số báo danh 004 Trần Thanh Huyền đến từ Đại học Luật Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, sẽ thật khó khăn cho những thành viên trong hội đồng giám khảo có thể lựa chọn ra được danh sách ba cô gái may mắn nhất đêm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành cho những thành viên trong hội đồng giám khảo